chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ là đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, tin chấn động cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kích hoạt vụ án và cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của Phan Văn Giang để hồi tố việc vừa qua của mình đã bị hạ bệ, vả lại Phùng Quang Thanh cũng thuộc đại đệ tử của mình. Ông yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phải vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ sát hại tướng Phùng Quang Thanh và chuyên án triệt phá đường dây gián điệp Trung Quốc lớn nhất tại Việt Nam, được cài cắm trong hàng ngũ quân đội nước ta suốt nhiều năm qua. Dư luận đang hết sức bàng hoàng thì rạng sáng ngày hôm nay, một thông tin sét đánh cho Việt Nam. Khi đại tướng Phan Văn Giang đã qua đời nghi ngờ vì bị hạ sát sáng ngày 19 tháng 3, do địa phương các báo ở Việt Nam đưa tin, do ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, đột ngột qua đời tại Tư Gia, hưởng thọ 65 tuổi, ông Giang đứng đầu Bộ Quốc phòng suốt 2 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, mang quân hàm đại tướng. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Giang qua đời sau một thời gian lâm bệnh nhưng được giấu kín, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể, các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Các báo không cho biết cụ thể ông Giang bị bệnh gì thì chưa rõ, nhưng có dấu hiệu đầu độc. Hiện nay tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, lễ tang ông Giang sẽ được thông báo sau. Báo Tuổi Trẻ cũng ca ngợi ông Giang là vị tướng trưởng thành về chiến đấu và là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu, anh dũng kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Điều kỳ lạ là 3 tuần trước, báo Quân đội Nhân dân gây hoang mang khi đăng bài Đại tướng Phan Văn Giang, dũng tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời điểm đó, công luận suy đoán rằng viết báo lời đột ngột ca ngợi thành tựu của vị bộ trưởng, cựu bộ trưởng lành ít dữ nhiều. Báo Quân đội Nhân dân cũng tiết lộ ông Giang là con liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp mồ côi cha khi mới 1 tuổi. Vì cựu bộ trưởng được mô tả là có những chiến công hiểm hách và công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Tuy vậy, tên tuổi Phan Văn Giang gắn liền với tiếng đồn lan truyền hồi năm 2015 về việc ông ta thường xuyên vắng mặt trong các sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam trong một thời gian dài vừa qua. Thời điểm đó đã có những đồn đoán về tình trạng bệnh tật khiến ông Giang phải sang Trung Quốc chữa trị. Một bản tin trên báo Tuổi Trẻ hồi tháng 1 năm 2023 cho biết ông Giang được một bệnh viện ở Trung Quốc giải phẫu đặt chip do chấn thương vùng ngực từ thời chiến năm 1979, khiến phổi của ông Giang bị sơ hóa một phần. Cũng theo báo này, kết quả xem xét không cho thấy ông Giang bị ung thư, nhưng ho nặng và sơ hóa phổi có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Liên quan đến vụ án này, hãng tin VOA của Đức lấy nguồn tin rất gần trong bệnh viện đưa tin ông Phan Văn Giang qua đời vào ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại một bệnh viện ở Trung Quốc khi đang chữa trị ở bệnh viện ung thư phổi. Sau đó, ông Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bác bỏ thông tin của VOA vì đã lấy từ một nguồn tin quân đội không có thẩm quyền phát ngôn. Nếu ai hỏi di sản của Phan Văn Giang là gì, có lẽ đó là lúc y nắm quyền Bộ Quốc phòng. Y đề bạt phong tới 21 tướng, một hành động vô tiền khoáng hậu, để lại một di sản toàn đám tướng ăn hại. Hàng loạt tướng đó giờ nằm trong khám vì tội tham ô, nhân loại chưa quốc gia nào lại phân tướng nhiều đến thế. Không phong thì sợ anh em tâm tư, tướng không biết ba dũng tướng không biết đọc bản đồ. Tướng luồn cuối trước giặc, nhưng lại giỏi đánh côn và ăn đất. Tướng đó người ta gọi là tướng cướp. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá công an tỉnh, giới thiệu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm của Đại tướng Phùng Quang Thanh để lại, đã có tổng cộng 21 sĩ quan cấp tướng, bao gồm 10 thượng tướng, 65 trung tướng và 157 thiếu tướng được thụ phong. Bộ trưởng Phan Văn Giang cầm 4 chủ nhiệm, các khoa chính trị Mác Lênin của các học viện, quân sự thuộc Bộ Quốc phòng cũng phải được phong hàm thượng tướng và giám đốc Học viện Quốc phòng phải là thượng tướng. Đến tháng 12 năm 2021, quân đội Việt Nam có 489 sĩ quan cấp tướng so với ngày 30 tháng 4 năm 1975, với số tướng là 36, đã tăng gấp 13 lần. Mặc dù theo lời sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam được phép có tối đa là 475 sĩ quan cấp tướng, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ vào cuộc để điều tra về cái chết của Đại tướng Phan Văn Giang.
Những diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật khi có những diễn biến mới nhất. Tiếp theo là tin liên quan. Trong khi tình hình trên Biển Đông luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thì một điểm nóng khác cũng đang gây ra sự lo ngại và quan tâm đặc biệt của dư luận, mà có thể nổ ra một cuộc chiến bất cứ lúc nào, đó chính là tình hình quân sự hai bên bờ eo biển Đài Loan. Trong khi Trung Quốc đang tăng cường lực lượng dọc theo bờ biển Đông Nam, và như thể quân đội nước này đang chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng để đối phó với mối đe dọa hiện hữu có nguy cơ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của hòn đảo tự do này. Một mặt, Đài Loan vội hối thúc các đồng minh như Mỹ, Úc, Nhật Bản tương trợ. Mặt khác, Đài Loan tiếp tục muốn gửi thông điệp cảnh báo đến chính quyền Trung Quốc rằng Đài Loan cũng có con bài trong tay của mình để ngăn chặn dạ tâm xâm lược từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, và đó là tử nguyệt của con đập Tam Hiệp mà có thể hủy diệt Trung Quốc bất kỳ lúc nào. Hậu quả của nó còn tàn khốc hơn cả một cuộc chiến tranh. Vũ khí vận dụng lần này của Đài Loan là gì? Về diễn biến của sự kiện đang làm xôn xao và chấn động dư luận này ra sao? Tất cả đều có trong bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Eo biển Đài Loan thời gian gần đây đã trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi sự nôn nóng và dã tâm xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc ngày càng gia tăng thông qua việc các căn cứ tên lửa được trang bị hỏa tiễn siêu thanh Đông Phong 17, loại tối tân nhất và chính xác nhất của Hoa Lục, đang bố trí ở Phúc Kiến, chĩa vào Đài Loan. Và trong bối cảnh từ nhiều tháng nay, Trung Quốc liên tục xâm nhập không phận Đài Loan và phủ nhận đường trung tuyến trên biển, làm xảy ra quan ngại về việc Trung Quốc đang lên kế hoạch tấn công Đài Loan. Cách nay một năm tại Bắc Kinh, tên lửa Đông Phong 17 hay DF-17 đã được máy quay phim và máy hình bắn như mưa khi được trưng bày lần đầu tiên trong buổi lễ diễn hành ghi dấu 70 năm thành lập quân đội Trung Quốc. Hôm nay, loại hỏa tiễn đạn đạo với mũi trắng nhọn dường như xuất hiện ở bờ biển Đông Nam, Hoa Lục. Theo nguồn tin của South China Morning Post, loại tên lửa sử dụng nhiên liệu đặc đang được bố trí để dần dần thay thế vũ khí cũ từ nhiều chục năm nay đối đầu với Đài Loan. Theo nhận định của các chuyên gia, hành động này của Bắc Kinh không giới hạn trong khuôn khổ thay vũ khí, khi gia tăng số căn cứ hỏa tiễn trong vùng mặt trận phía Đông và phía Nam. Quân giải phóng Trung Quốc không chỉ phô trương cơ bắp, họ được cho là đang sửa soạn một cuộc tấn công trong trường hợp phải đánh chiếm nơi mà Bắc Kinh gọi là một tỉnh phiến loạn. Các loại tên lửa cũ DF-11 và DF-15 không có khả năng vượt núi để tấn công vào các cơ sở quân sự của Đài Loan ở Đài Trung và Hoa Liên. Còn DF-17 có tầm hoạt động xa đến 2.500 km, theo phân tích của một chuyên gia quân sự trên South China Morning Post. Thông tin Trung Quốc tăng cường hỏa lực ở Phúc Kiến, Quảng Đông được tiết lộ trong bối cảnh tình hình căng thẳng trong các tuần gần đây sau khi chính phủ Thái Anh Văn ký một loạt hợp đồng với Hoa Kỳ mua một loạt vũ khí, trong đó có hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot. Thông tin này cũng được rò rỉ 5 ngày sau khi Tập Cận Bình đến thăm một căn cứ lính thủy đánh bộ ở Đông Nam Trung Quốc. Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi binh sĩ đề cao cảnh giác và chuẩn bị chiến tranh. Trong khi đó, phía Đài Loan cho biết toàn thể đảo này đang cố gắng toàn diện để ứng phó với cuộc tấn công quân sự do Trung Quốc đại lục phát động. Mới đây, tờ The Australian Financial Review Australia đã đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với người đứng đầu cơ quan ngoại giao đảo Đài Loan Joseph Wu trên trang nhất vào ngày 15 tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn, ông Wu nói rằng Trung Quốc dường như đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công cuối cùng vào Đài Loan. Đại lục đang nỗ lực cô lập Đài Loan trước cộng đồng quốc tế, có ý đồ sử dụng thông tin sai lệch hoặc chiến tranh hỗn hợp và đang gia tăng các mối đe dọa quân sự nhằm vào Đài Loan. Điều này dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công cuối cùng vào Đài Loan. Ông Wu dự đoán, ý tôi không phải là Đài Loan và Đại Lục sẽ xảy ra chiến tranh ngay lập tức. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan cần chuẩn bị cho cuộc chiến. Trên thực tế, không chỉ cơ quan phòng vệ Đài Loan đang chuẩn bị, mà toàn thể chính quyền Đài Loan cũng đang chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra do Trung Quốc phát động. Ông này nhấn mạnh thêm, quan chức ngoại giao cáo buộc Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng từ chuỗi đảo thứ nhất sang chuỗi đảo thứ hai, thứ ba, và việc giành đồng minh cũ của Đài Loan là quần đảo
Solomon và Kiribati là minh chứng rõ ràng nhất. Đài Loan cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh như Mỹ, Nhật Bản, Australia. Ông Vu cũng cho rằng Australia càng nên ủng hộ Đài Loan bởi mối quan hệ địa lý trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương giống như Đài Loan. Lợi ích của Australia trong khu vực đang bị đe dọa bởi sự mở rộng sức mạnh của Trung Quốc. Hồi cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết không nên đánh giá thấp khả năng xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan và tuyên bố Úc sẽ hợp tác với các đồng minh trong khu vực để cố gắng duy trì hòa bình. Ông phát biểu, chúng tôi, tức là Australia, muốn đảm bảo rằng Australia tiếp tục là một láng giềng hữu nghị trong khu vực. Chúng tôi hợp tác với các đối tác, đồng minh của mình và không muốn thấy một cuộc xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và Đài Loan hoặc bất cứ nơi nào khác. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và sẵn sàng dùng mọi biện pháp, bao gồm cả quân sự, để thống nhất đảo này. Trong một diễn biến liên quan, để đối phó với dã tâm xâm lược của Trung Quốc bất kỳ lúc nào, cũng như gửi thông điệp cảnh báo đến giới lãnh đạo diều hâu của Trung Quốc rằng nếu bị dồn vào đường cùng, Đài Loan cũng có con bài chiến lược để hủy diệt Trung Quốc mà hậu quả của nó còn khủng khiếp hơn cả một cuộc chiến tranh. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay, từ một vệ tinh quân sự trên không gian vũ trụ, lực lượng vũ trụ của Đài Loan đã cho phóng một tên lửa hành trình AGM-158 xuống ngay con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Tên lửa AGM-158 là loại tên lửa hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, có tầm bắn trên 2.000 km, có thể trang bị trên không gian vũ trụ, hiện cũng đang được Đài Loan sử dụng. Loại tên lửa này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố và phóng từ trên không và có cơ chế cảm biến tự động để tránh được hệ thống phòng không của đối phương. Tên lửa trình sau khi bay ra khỏi đầu bầu khí quyển đã rơi trúng con đập Tam Hiệp, gây ra một vụ nổ kinh hoàng, khiến bức tường con đập bị nứt lõm vào trong và tạo ra cơn sóng nước tràn xuống vùng hạ lưu, cuốn trôi 15 binh sĩ và 7 dân thường tại thành phố Nghi Sương trong chốc lát, và gây ra ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực. Đây mới chỉ là quả tên lửa, còn nếu như Đài Loan tấn công đồng thời hàng loạt tên lửa, thì hậu quả của nó không biết đến mức độ nào. Cuộc tấn công mang tính cảnh báo của Đài Loan đã làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo quân sự diều hâu của Trung Quốc toát mồ hôi và choáng váng. Trong lúc này, theo một nguồn tin tình báo chúng tôi có được, một tàu ngầm quân sự của Mỹ đã bí mật chở 2 quả bom hạt nhân chuẩn bị cập cảng Đài Loan nhằm hỗ trợ nước này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công bất ngờ. Chính quyền Trung Quốc phản ứng ra sao sau sự kiện trên? Và thực hư câu chuyện này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm chứng và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Thêm lý do khiến Tổng thống Ukraine không muốn đầu hàng Bakhmut. Theo một chuyên gia quân sự, ông Zelensky không muốn lực lượng vũ trang Ukraine AFU rút khỏi Bakhmut vì ông có thể mất nguồn tài trợ từ nước ngoài. Ngày 20 tháng 3, cựu thủ tướng Ukraine Mykola Azaro cho rằng ông Zelensky đang đưa thêm chiến binh Ukraine đến nồi hầm ở Bakhmut vì lo ngại sự tinh thần binh sĩ tại đây bị sa sút, ảnh hưởng tới quân đội. Tất nhiên ông Azaro nói đúng, nhưng đó chỉ là một lý do. Lý do chính khiến ông Zelensky không muốn từ bỏ Bakhmut là nếu ông ấy bắt đầu cho rút lui, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ. Thứ hai, ông ấy sẽ không còn được cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ nước ngoài. Họ sẽ không được cấp tiền. Tại sao lại cung cấp tất cả những thứ này cho Ukraine nếu tất cả đều bị nghiền nát? Nếu Ukraine không tổ chức phòng thủ đúng cách, chuyên gia quân sự Viktor Listoskin nói với hãng thông tấn Ivestia ngày 20 tháng 3. Chuyên gia quân sự này cũng nhấn mạnh rằng tinh thần của lực lượng vũ trang Ukraine đang ở mức cực kỳ thấp. Họ bắt đầu hiểu rằng mình chiến đấu không phải vì Ukraine mà vì lợi ích của Mỹ và NATO. Mọi người không muốn chết, họ không muốn bị biến thành bia đỡ đạn vì lợi ích nước ngoài, ông Listoskin kết luận. Ngày 17 tháng 3, tờ Politico viết rằng những nghi ngờ đang gia tăng ở phương Tây và Ukraine về tính hợp lý của quyết định Kiev tiếp tục giữ Bakhmut bằng mọi cách. Lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất nặng nề và đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược thường xuyên.
ngày 14 tháng 3, ông Zelensky tổ chức một cuộc họp của Bộ Chỉ huy Ukraine, tại đó quyết định tiếp tục bảo vệ Bakhmut được đưa ra. Theo ông, trong các trận chiến thành giành giật thành phố này, tương lai của đất nước sẽ được quyết định. Ngày hôm sau, trong một cuộc trò chuyện với Investia, chuyên gia quân sự Nga Vasily Dadiskin chỉ ra rằng các lực lượng Ukraine sẽ chuyển quân tiếp viện đến Bakhmut. Bên cạnh đó, họ sẽ cố gắng giáng một đòn phá khóa nhưng cuộc chiến giành thành phố sắp hoàn thành. Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24 tháng 2 năm 2022 vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, ông Tập thăm Nga mang loạt tin mừng, chuyên gia Mỹ khen bước ngoặt. Chuyên gia Mỹ gọi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga là nước đi có tính bước ngoặt, phá âm mưu phương Tây. Chuyến công du nước ngoài kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 của ông Tập Cận Bình tới Nga đang gây chú ý mạnh mẽ tới truyền thông phương Tây. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc. Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3. Không chỉ vậy, chuyến thăm còn diễn ra giữa lúc nước Nga đang chịu cô lập mạnh mẽ từ phương Tây trên mọi lĩnh vực. Do vậy, chuyến thăm Moscow lần này cũng mang lại ý nghĩa rất to lớn đối với uy tín chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Nga chúc mừng ông Tập tái đắc cử và nhắc đến tín nhiệm rất cao của đương kim Chủ tịch Trung Quốc qua các nhiệm kỳ. Ông Vladimir Putin nhấn mạnh đến các hoạt động quan hệ song phương hiện đã ở tầm đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ chung, mục tiêu chung. Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến quan hệ giữa hai nước là thân thiết và là đối tác trong hợp tác chiến lược toàn diện. Phía Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Nga, vì điều này có logic lịch sử của riêng nó, vì chúng ta là quốc gia láng giềng lớn nhất, chúng ta là đối tác trong hợp tác chiến lược toàn diện.